Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, cướp tài sản bằng cách sử dụng độc chất, thuốc mê, thuốc ngủ không còn là thủ đoạn mới, nhưng diễn biến khá phức tạp trong thời gian gần đây. Chỉ vì một chút chủ quan lơ là, mất cảnh giác, thời gian qua, một số nạn nhân đã dễ dàng bị mắc bẫy để rồi mất một lượng lớn tài sản giá trị. Dưới đây là tổng hợp những tình huống đánh thuốc mê chiếm đoạt tài sản đầy nhức nhối, cháo trở. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Chiếc xe khách đang bon bon lăn bánh trên đường. Một gã đàn ông dám thò tay trộm tài sản của một hành khách, hành vi táo tợn, ngang nhiên dù xe có khá đông người. Điều kỳ lạ, nạn nhân nằm yên bất tỉnh mê man không phản ứng gì. Nguyên nhân do đâu? Tối ngày 12 tháng 11 năm 2019, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống một gã đàn ông hành nghề trộm cắp cực táo tợn trên xe khách. Chuyến xe xảy ra sự việc có lộ trình từ Kiên Giang đi thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 11 tháng 11 năm 2019. Nạn nhân do bị đánh thuốc mê từ trước nên nằm im bất động, không phản kháng được gì, bác mất nhẫn vàng, đồng hồ và ví tiền. Cụ thể, đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh của xe khách giường nằm cho thấy cảnh một gã đàn ông áo xanh, đeo kính, đội mũ lưỡi chai đi từ phía cuối lên đầu xe, ngồi tại vị trí lối đi giữa hai giường và ngay sát cạnh một nam hành khách trung niên áo kẻ. Lợi dụng lúc nam hành khách ngủ say, gã đàn ông thò tay vào trong chăn của nạn nhân của quạng tìm tài sản. Hắn ta thay đổi liên tiếp cả hai tay để móc trộm, khéo léo điều chỉnh vị trí ngồi cho thuận tiện và lấy thân che đi hành vi đạo trích của mình. Toàn bộ hành vi mò mẫm, trộm cắp của gã đàn ông diễn ra khá lâu. Theo đoạn clip, đến cuối cùng gã này đã lấy được tiền từ túi quần nạn nhân, sau đó bỏ vội vào ba lô của mình đặt phía trước sau đó đứng lên đi thẳng. Suốt quá trình bị móc trộm tài sản, nam hành khách trung niên đều nằm im bất động như không hề biết gì, đôi lúc chú có dùng tay kéo chăn nhưng sau đó lại ngủ say sưa. Trên xe cũng có khá đông hành khách, tuy nhiên không biết có ai phát hiện được hành vi trộm cắp của gã đạo trích hay không. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã được dân tình chia sẻ chóng mặt kèm theo thái độ bức xúc, phẫn nộ với hành vi trộm cắp quá táo tợn của gã trộm. Anh Minh Hưng bình luận, giờ bọn trộm cướp nó thủ đoạn tinh vi lắm. Trên mấy tuyến xe đường dài đến trạm nghỉ bọn nó mang nước ra mời, nhiều người vô tư uống vào xong lên xe lăn ra ngủ không biết gì nữa. Thế rồi cứ thế bọn nó khoáng sạch tiền thôi. Khổ thân ông chú kia, dậy thấy mất đồ chắc hốt hoảng lắm. Chị Trang Anh viết, nhìn mặt mũi cũng tử tế, có vẻ cũng có tuổi rồi mà làm mấy trò thất đức quá. Không biết những người trên xe có biết không, trộm cắp trắng trợn giữa ban ngày ban mặt quá khủng khiếp. Ôi ôi, đi xe khách đường xa đáng lo lắm, bao nhiêu vụ mất trộm tài sản. Dùng đến thuốc mê còn nguy hiểm nữa, đầu óc thì miên man, người ngậm thì buồn rủn, bạn Phương Vi bình luận. Anh thế anh bình luận, chỉ có dùng thuốc mê thì bác mới ngủ cứ mê man ly bì như vậy. Chứ có ngủ say đến đâu thì ai chạm vào người lần mò thì thế nào cũng cảm nhận được mà tỉnh. Ghê quá, chút thuốc mê thì tác dụng phụ cứ phải miên man suốt mấy ngày. Sự việc trên là bài học đáng báo động cho mỗi người dân cần phải nâng cao cảnh giác khi tham gia vào các hoạt động tại địa điểm công cộng hay trên các tuyến xe khách đường dài. Kẻ gian luôn nhằm vào những người có mang trên mình những tài sản có giá trị cao, gọn nhỏ, dễ chiếm đoạt và cất giấu. Do đó khi ra đường, mọi người không nên trưng ra những món trang sức quý. Đồng thời, cần phải cảnh giác cao độ khi có người lạ đến làm quen, hỏi chuyện, mời ăn uống, nhờ giúp đỡ. Nữ quái chuyên đánh thuốc mê ở bến xe miền Đông để cướp tài sản. Làm quen với con mồi trong lúc chờ xe ở bến xe miền Đông, nữ quái mời ăn cơm, uống nước khiến nạn nhân ngủ mê man. Ngày 24 tháng 2 năm 2019, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phạm Thị Trúc Tiên, 44 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn để lấy lời khai, làm rõ về việc Tiên đánh thuốc mê lấy tài sản. Trước đó, vào chiều ngày 22 tháng 2, bà H.T.T.M., 54 tuổi, quê Phú Yên đang ngồi trong bến xe miền Đông quận Bình Thạnh chờ xe xuất bến để về quê thì Tiên tới làm quen. Bà M. cho biết, người phụ nữ tới làm quen rất tự nhiên nên bà không nghi ngờ gì. Bà M. kể, tôi đang ngồi chờ xe thì cô ấy đến làm quen hỏi về đâu. Cô ấy nói mình làm công nhân than khổ này nọ và nói đã thất nghiệp 10 ngày. Thấy người này cũng thật thà nên tôi ngồi trò chuyện. Tiên sau đó mua cơm, nước mời bà mở ăn, uống. Người phụ nữ sau khi được ăn uống miễn phí lăn xuống ghế ngủ mê man. Cùng lúc này, bảo vệ bến xe phát hiện đã khống chế Tiên đồng thời đưa bà mở đi cấp cứu.
Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bà M quá liều với thuốc ngủ thảo dược và chỉ định đề nghị không được tiếp tục dùng thuốc lạ. Đến chiều ngày 23 tháng 2, nạn nhân đã được xuất viện. Tại cơ quan điều tra, Tiên khai đã nhiều lần đánh thuốc mê với ý định lấy tài sản. Trước đó, vào ngày 19 tháng 2 năm 2019, theo hình ảnh camera ghi lại, Tiên cũng đã cho một người phụ nữ khác ăn uống. Sau khi người này ngủ thì Tiên lấy hai điện thoại, giỏ sách chứa 1,8 triệu đồng và nhiều vật dụng cá nhân. Thời điểm mọi người đi về quê hoặc đi du lịch dừng chờ tại các bến xe sẽ dễ dàng là thời cơ kẻ gian thực hiện hành vi xấu. Chúng tìm cách lân la làm quen, nói chuyện với hành khách, sau đó đối tượng mời hành khách hút thuốc và ăn uống có chứa thuốc mê trong thức ăn. Chính vì vậy, một nguyên tắc quan trọng trong ứng xử tại nơi công cộng hay trên phương tiện giao thông đường dài mọi người cần nhớ, đó là không dễ làm theo đề nghị của người lạ, đề cao cảnh giác tuyệt đối, không sử dụng những đồ ăn, thức uống mà họ đưa cho. Chỉ đường cho người đàn ông lạ, cô gái bị chuốc thuốc mê nằm gục ngay bến xe buýt. Câu chuyện đầy bất ổn. Đêm khuya thanh vắng, một chị gái xinh đẹp còn vô tư chỉ đường đầy nhiệt tình cho người lạ mặt. Và cái kết thì cũng bất ổn theo. Cụ thể, một đoạn clip cảnh giác ghi lại tình huống cô gái bất ngờ bị cướp tài sản trong lúc chờ xe buýt lúc đêm muộn khiến nhiều người hoang mang. Đoạn clip nhanh chóng thu hơn 7,6 triệu lượt xem và hơn 4.000 bình luận chỉ sau 24 giờ đăng tải. Trong đoạn clip, sau khi bị người đàn ông có hành động mờ ám, nạn nhân bất ngờ ngã gục tại chỗ. Lúc này, kẻ gian liền cuỗng điện thoại và túi sách rồi phóng đi mất hút. Theo nội dung video, thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng 2 giờ sáng. Lúc này, một cô gái mặc váy ngắn màu đen đang ngồi ở điểm chờ xe buýt thì gã đàn ông đi xe máy dừng xe lại đi vào hỏi đường. Cô gái chỉ đường cho nam thanh niên rất nhiệt tình nhưng anh ta vẫn chưa chịu đi mà ngồi xuống ghế lân la hỏi chuyện. Đối tượng lạ mặt gọi điện cho ai đó rồi cất điện thoại vào túi. Sau đó, anh ta lại tiếp tục đưa điện thoại cho cô gái xem và lấy ra vật giống chiếc khăn phẩy trước mặt cô vài lần. Ngay lập tức, cô gái ngất xỉu nằm gục xuống ghế. Chuốc thuốc mê thành công, đối tượng liền lấy điện thoại và túi sách của cô gái rồi lên xe máy bỏ chạy. Cùng lúc đó, một người đi đường thấy cảnh này, dừng xe máy và chạy bộ đuổi theo kẻ xấu nhưng không kịp. Người đàn ông chạy tới xem cô gái có sao không và giúp cô gái tỉnh dậy. Cô gái tỉnh dậy vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, trạng thái tinh thần bần thần, tay chân uể oải. Người đàn ông tốt bụng sau đó đã chở cô gái đi về nhà. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của CDM, ai cũng thấy cô gái đã quá bất cẩn không đề phòng. Sự việc đây là bài học cảnh giác lúc đi về đêm muộn nên hạn chế di chuyển trên các tuyến đường vắng, ít người qua lại. Trường hợp buộc phải di chuyển trên các tuyến đường này, trước khi di chuyển cần thông báo cho người thân, bạn bè để hạn chế thấp nhất tình huống xấu có thể xảy ra. Đặc biệt, trong trường hợp khi nhận thấy các đối tượng lạ có biểu hiện hỏi đường, lân la nói chuyện làm quen, người dân cần mạnh mẽ từ chối, tránh xa, thể hiện thái độ quyết liệt. Gọi phản ánh đến lực lượng công an nơi gần nhất, gọi đến đầu số 113 để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Nữ nhân viên bị kẻ gian bịt mặt xịt thuốc mê và cái kết quay xe dàn dựng. Báo quá trời báo. Nữ nhân viên dàn dựng kỹ càng vụ xịt thuốc mê cướp tài sản nhưng sao có thể vài thưa che mắt thánh. Các chiến sĩ công an lật tẩy chiêu trò chỉ trong vài nốt nhạc. Liên quan đến đoạn clip kẻ bịt mặt mặc đồ Grab xịt thuốc mê cướp tài sản ở cửa hàng quần áo tối ngày 24 tháng 1 năm 2018, Công an phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đơn vị đã làm rõ vụ việc trong đoạn clip và đây là hành vi dàn dựng cướp tài sản. Được biết, nữ nhân viên bán quần áo tại cửa hàng là Vương Thủy Tiên, 28 tuổi, trú quận Ba Đình và nam thanh niên bịt kín mít mặc bộ đồ Grab là Cao Minh Tùng, 29 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm. Theo cảnh sát, sau khi lên kế hoạch chi tiết, Tiên lang thang khắp Hà Nội xin việc, còn Tùng lên mạng mua bình xịt tê của một người không quen biết. Ngày 15 tháng 1, Tiên được nhận vào làm việc tại cửa hàng bán quần áo trên phố Cầu Giấy. Đến khoảng 14 giờ ngày 18 tháng 1, Tùng mặc đồng phục Grab, mặt bịt khẩu trang kín mít rồi đi vào cửa hàng. Đến giữa quầy, hắn ta rút bình gây tê xịt thẳng vào mặt Tiên. Tiên sau đó giả vờ la hét, ôm mặt ngồi thụp xuống đất. Tùng nhanh tay lấy đi 13 triệu đồng và một điện thoại di động rồi rời khỏi hiện trường. Tối cùng ngày, cả hai gặp nhau, Tùng chia cho Tiên số tiền 5 triệu đồng và trả lại chiếc điện thoại. Một ngày sau, Tiên cùng chủ cửa hàng mang những hình ảnh ghi lại từ camera an ninh của cửa hàng lên công an phường Quan Hoa trình báo vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Tiên giả vờ khai báo chi tiết lại sự việc. Khi đang ngồi ở quầy thu ngân thì thấy một người đàn ông mặc áo, mũ của hãng GrabBike, mặt bịt khẩu trang kín mít đi vào cửa hàng.
Lúc này, người đàn ông liền hỏi tên anh B, chủ shop, nhưng do anh B không có ở đó nên Tiên bảo người này gọi điện. Lúc đó, người đàn ông này thò tay vào túi quần và rút ra một chai dung dịch lỏng, bất ngờ xịt thẳng vào mặt, khiến chị choáng váng. Tiên khai, dung dịch đó rất lạ, không phải là bình xịt hơi cay. Khi bị xịt mắt tôi bị nóng lên, cay xẻ, mũi và miệng bị tê, tôi đoán là một loại dung dịch gây mê. Lúc bị xịt xong tôi cố lấy bình tĩnh, lấy hết sức để chạy ra khỏi bàn thu ngân, nhưng người loạn choạng và sau đó bị hắn xô ngã, bất tỉnh. Phải 20-30 phút sau khi có khách vào gọi em mới tỉnh dậy. Kết hợp những mâu thuẫn trong lời khai và những chứng cứ thu thập từ hiện trường, quan sát camera cửa hàng, cảnh sát điều tra ra đây là một vụ dàn dựng cướp tài sản và nhanh chóng tóm gọn. Thật là hài hước, lên kế hoạch bài bản, thực hiện hành vi gian xảo cháo trở nhưng sao có thể che mắt được lực lượng cơ quan chức năng. Những bản án pháp luật xứng đáng đang chào đón đối tượng Tiên và Tùng vì hành vi sai trái của mình. Quý vị nghĩ sao về những tình huống đánh thuốc mê cướp tài sản cháo trở ở trên? Hãy cho chúng tôi xin ý kiến bình luận ở dưới nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.